khó ngủ nên dậy sớm đi ngắm bình minh. À mà vết thương của em thế nào rồi? Có đỡ đau không? Em cũng đỡ nhiều rồi cô ạ. Nó đang liền ra, em về sát nghệ vào và nó khỏi thôi mà. À, cô có thích bông hoa nào không? Em hái cho cô nhé. Không, em đừng hái. Sao vậy cô? Hoa chỉ đẹp khi nó được nở ở trong vườn. Em mà hái xuống, nó sẽ héo khô mất. Nhớ chưa? Dạ, em nhớ rồi cô. À, cái gì đấy? Phấn gì? Phấn khanh. Nhi. Phấn Khanh chào quan, chào công tử. Khanh. Đây. Thôi Khanh à, con đúng như là lời thiên hạ đồn đại, con vừa rất đẹp lại vừa cá tính. Thuận Khanh, nàng đúng là xinh đẹp như giấc mơ của ta đêm qua. Cho ta ôm nàng một cái. Xin công tử giữ lễ, đừng cư xử như phường sát học. Nể có mặt quan ở đây, nếu không thì... Mấy cho công tử đấy, tiểu thư nhà tôi có võ, công tử mà làm thế một lần nữa là không còn cái răng nào để ăn đâu. Hầu, giữ lễ đi em. Xin phép quan, xin phép công tử. Phấn Khanh. Thôi, bố thương. Đứng dậy. Chỉ tại con vội vàng quá. Đã bảo từ từ thôi rồi nó sẽ nằm trong vòng tay của con. Vừa nãy bố chả bênh con gì cả. Mà không từ từ được đâu. Bố đi tìm bố của Phấn Khanh hỏi cưới cho con đi. Thôi rồi, bố đi tìm lại. Nhanh cái chân lên. Đi tìm. Tao xin hai đứa mày, lại được cả hai. Chúng mày lượn nửa vòng nữa thôi là tao ngã vật ra đây đấy. Mà làm gì mà phải ngóng ghê thế? Con ngóng chẳng răng chơi. Nhưng mà sao mà ai tôi thấy đâu cả nhờ? Sốt hết cả ruột. Ôi giời. Ngồi xuống đây với cha, cha bảo. Ôi giời, con gái của cha lại xinh nhất được cái tổng này đấy, mà lại là con nhà lá ngọc cành vàng. Bố mày đây là giàu nhất được cái tổng này. Này, lại có lời hứa hôn hẹn ước với chàng của con rồi. Được. Kiểu gì chàng của con cũng sẽ sang bên này cưới con về làm vợ. Không phải hóng đâu, yên tâm. Này, dì bảo, dì thấy thầy là nói đúng đấy. Phải để cho cọc nó đi tìm trâu. Chứ ai đời lại cứ trâu đi tìm cọc bao giờ. Gì thì gì, mình là lá ngọc cành vàng nhá. Mình là con gái chánh tổng nó phải khác nhá. Thôi đi, cọc với trâu. Cả cái làng này nó biết con với chàng đã có hôn ước với nhau rồi. Bây giờ chàng không sang tìm con chứ gì. Con đi tìm chàng. Con Vân, mày có đi với tao không? Con chào bà. Trời ơi, ông thấy chưa? Hả? Nó cãi tôi cứ nhem nhem đi. Giời ơi, cái dáng đi lẳng lơ kìa. Không biết là giống ai, nhìn phát ghét được. Thôi, lại được cả bà nữa. Tôi đã nói với bà nhiều lần rồi, bà phải tìm cách hòa đồng với con đi chứ. Này, nhà mình bao nhiêu kẻ ăn người ở,
rồi nó lại loan cái chuyện này ra hàng xóm láng giềng người ta biết, người ta lại nói là dì ghẻ con chồng. Lúc đấy thì ê cái bà. Thôi, ông không phải nói nhiều đấy nhá. Tôi biết rồi. Mà ông dạy dỗ nó dần đi. Gì thì gì, tôi là vợ của ông thì cũng là mẹ của nó. Biết rồi. Ông mà không dạy dỗ đến nơi đến chốn nhá, rồi làng trên xóm dưới người ta lại bảo là nhà mình có họ hàng với nhà tôm đấy. Ý là ấy lộn lên đầu đấy. Tôi không nói chuyện với ông nữa. Khó chịu. Ôi trời ơi. Dạo này là lộn đầu tôm. Cứ nói phụt nó ra. Cơm làm gì mày cũng chữ nghĩa thế. Mày không hơn cái gì. Quạt đi. Đóng bổ mẹ đây này. Dạ, mời quan uống trà và dùng hoa quả đi. Xin cảm ơn quan. Cứ để tôi tự nhiên. Hôm nay tôi không được khỏe. Chẳng hay đêm hôm qua hai cho con ngủ lại nhà hay sao mà nhìn thần sắc có vẻ mệt mỏi. Nói thực với quan là cha con tôi sang đây thăm quan. Việc chính cũng là muốn xe duyên cho hai cháu nên vợ nên chồng. Mong quan hiểu và tác thành cho hai cháu. Dạ, quan nói thì tôi cũng xin thổ lộ. Chả giấu gì quan. Tôi chỉ có một mình nó là con gái. Nên tính tình của nó rất giống tính tôi. Tinh nghịch và ham chơi lại ưa võ thuật. Nhưng chỉ có điều tôi e là cháu chưa đủ độ chín chắn để lo cái việc trăm năm đại sự. Thưa quan, cháu phấn khanh nó là phận gái, lại đến tuổi cập kê. Theo tôi mà nên dựng vợ gả chồng cho nó. Ngoài ra, xét về mặt gia giáo thì tôi và quan đều làm quan trong triều, chúng ta đều môn đăng hậu đối. Nếu cháu Tuấn Khanh mà về làm dâu nhà tôi, đảm bảo với quan rằng hai nhà phủ chúng ta ngày càng tình thân. Dạ, tôi rất hiểu và cũng mong muốn điều đó. Nhưng chỉ có điều, từ khi mẹ cháu mất đi ấy, là tôi chưa hề áp chế cháu điều gì. Mà nhất là trong cái tình duyên thì lại càng không nên gượng ép. Vậy xin phép quan để tôi mời cháu vào đây xem ý cháu thế nào. Vâng, nhạc phụ cứ mời Phấn Khanh vào đây đi. Được. Chắc chắn Phấn Khanh sẽ thích sắc đẹp của con mà. Âu. Dạ. Ra mời cô Phấn Khanh vào đây. Vâng ạ. Cô ơi, cô, ta đây. Dạ, con chào cô ạ. Cô ơi, quan mời cô vào trong nhà ạ. Ta nghe thấy hết rồi, vào thì vào, sợ gì. Cô ơi, nhất định cô không được đồng ý nhé, con sợ. Sợ tên công tử kia chứ gì. Ta là ta ghét hắn, chứ ta không sợ hắn. Đời nào ta chịu đồng ý. Nhưng quan đã có lời hẹn với họ rồi. Nếu cô không đồng ý, kể ra cũng khó cho quan. Yên tâm, ta đã có cách. Hầu. Dạ, con chào cha, chào quan và công tử ạ. Đây là con gái ta. Phấn Khanh, ta chờ nàng mãi. Xin giới thiệu với con. Đây là quan bên, bạn đồng môn của ta ngày trẻ ở trên kinh thành. Ngày xưa, cha và quan đây cũng đã hứa với nhau là gả con cho Bạch công tử đây. Chính vì thế, nay con đã đến tuổi trưởng thành. Con có đồng ý kết duyên với công tử không? Vì từ khi mẹ con mất, cha có thề rằng là sẽ chăm lo cho hạnh phúc của con. Và để cho con thoải mái, không nhất thiết con phải nghe lời cha. Con cứ mạnh dạn nói ra cái tâm ý của mình. Con cứ nói đi, cứ suy nghĩ kỹ hơn thiệt đi.
ngoài lời giao ước của ta và cha con ra, xét về mặt toàn bộ, Bạch công tử con trai ta không ai có thể sánh bằng, nên ta mong con quyết định sáng suốt. Vẫn Khanh, đang nghĩ nhiều mà làm gì? Phủ của cha ta rộng gấp 4 lần phủ của cha nàng. Quân lính của cha ta đông gấp 8 lần phủ của cha nàng. Vàng bạc châu báu của phủ cha ta ăn mười mấy đời không hết cơ. Mà ta thì say nàng như mê chén rượu đào ấy. Thôi, đồng ý về làm vợ ta nhé. Dạ thưa cha, thưa quan và công tử, phận nữ nhi con nào dám cãi lời. Thế chứ. Nhưng xin cha và quan, chuyện tình cảm cho con được phép tự lựa chọn. Công tử đây xuất thân danh giá, con nghĩ là chuyện tìm vợ đẹp là chuyện dễ dàng. Xin cha cho con được ở lại để phụng dưỡng cha sớm hôm. Thế là thế nào? Khoan. Ấy, Phấn Khanh, chuyện hôn nhân giữa ta và cha con đã quyết định, là phận con thì con không nên cãi lời. Còn chuyện tình cảm giữa hai đứa rồi sau này sẽ có. Nhà ta giàu, nhưng Bạch công tử chỉ thích có mỗi mình con thôi. Dạ thưa cha, thưa quan, nếu như hai người đã có lời hẹn ước, xin cho con xem tờ giao ước làm bằng ạ. Thì việc này thì ngày xưa không ai viết giấy làm bằng cả, chỉ giữ chữ tín làm đầu thôi, chứ ai để viết giấy làm bằng bao giờ đâu. Giao ước là lời, lời nói gió bay, Phấn Khanh không thể phục được ạ. Lão, ta chỉ muốn hỏi con ấy là có bằng lòng hay không thôi, cấm không được nói nhiều. Cha, thôi được rồi, nếu như cha đã muốn con lấy chồng, vậy con xin cha một nguyện ước. Ý con là sao? Thưa cha, con đã thề chỉ lấy người đàn ông con nể phục làm chồng. Vậy xin cha hãy mở hội thi để Bạch công tử đây cùng với các trai trắng ở trong làng thi với nhau. Nếu như Bạch công tử thắng thì con xin theo chàng về làm vợ. Ý con ta như thế vậy, quan nghĩ thế nào? Phấn Khanh đã quyết định như vậy thì cha con ta cũng xin chiều. Được, thi thì thi, sợ cái gì? Để xem đứa nào dám cướp vợ của ta. Lính đâu? Dạ. Quan cho gọi con ạ. Ngươi cho thông báo khắp huyện rằng phủ ta mở cuộc thi kén rể cho tiểu thư. Ai có đủ tài đức thì xin mời đăng ký thi cùng Bạch công tử đây. Thi hành. Dạ. Thi. Sợ gì? Bà con nghe đây, hiện nay tiểu thư đã đến tuổi lấy chồng, hiện đã có Bạch công tử con tri phủ huyện B tham gia thi. Vì vậy quan tri huyện cho truyền tất cả các trai tráng ở trong làng, ai mà có tài đức thì tham gia thi cùng. Mọi người đi thông báo hộ tôi nhé. Loa, hiện nay tiểu thư đã đến tuổi lấy chồng. Mua thịt đi anh ơi. Đấy. Mày mới cõng tao đi có nửa làng mà mày đã thở như con trâu đấy hả? Tới rồi. Mày mệt à? Mua đi anh. Dạ. Hàng kia. Đi chỗ khác. Dạ, con chào phụ lý ạ. Chào hỏi cái gì? Vụ này, hôm nay tôi đi tuần qua quán lòng lợn tiết cãi nhà mụ. Dạ. Quán nhà mụ phạm vào bắn hiến. Dạ, thưa ông Lý, là nhà con phạm tội gì ạ? Nhìn kìa. Cái gì phạm ạ? Phạm tội nặng. Vâng. Mụ có biết không? Dạ không.
chiều theo pháp vua. Tội nhẹ thì ngồi tù. Ôi trời ơi. Tội nặng thì chém cổ. Ôi trời ơi. Này. Dạ. Dạ cái gì? Tôi nói cho mụ biết nhá. Mụ giọng tai lên mà nghe. Nhà mụ có tội nặng đấy, không chối được đâu. Dạ dạ thưa ông Lý, là nhà con phạm tội gì ạ? À, tội gì à? Tội phỉ báng nhá. Tội bôi nhọ bộ chữ. Bôi nhọ nhọ ra. Tao hỏi mày, ai viết cái chữ này? Thằng nào viết chữ này? Thằng nào? Thằng nào? Ây ôi, mày làm gì đấy? Ẩm ý quá, ngủ cũng không yên. Tôi viết đây thì làm sao? Thằng này láo. Quá láo. Quá láo. Tại sao lại dùng chữ tư pháp để viết tiết canh với bổ dụng hả? Nói nhanh. Thì hàng thịt lợn của u tôi bán không được, thế là tôi phải nhờ người để viết hai cái dòng chữ này để cho bán được hàng thôi. Cầm cầm một ngày thì cũng chỉ là bát tiết canh với đôi bầu dục, thì viết bằng chữ thì việc cái gì đâu. Tôi thích thì tôi viết đây. Tôi thích viết thì viết. Này, chữ tư pháp là chữ của thánh hiền, không được dùng chữ của thánh hiền để mà viết lung tung là không được nhá. Nhá, nhớ chưa? Nhá, như thế là phạt rồi. Mày đâu? Phạm tôi. Trói cổ mẹ con đó. Thôi, em xin. Mẹ đánh nhá. Đây, vào đây mà trói này. Vào đây. Ôi con ơi. Con ơi. Mẹ con nhà này láo, đúng không? Quá láo. Phạm là chữ thư pháp, không thể dùng để viết lanh nhanh, nghe chưa? Ôi giời. Để mà từ chữ cao sang mà sang phạm tục như vậy là tội nặng lắm, không thể trói được. Mày đâu? Trói cổ. Giải lấy quan, cho tù đáng kiếp. Giải lấy quan. Chuyện gì thế ông Lý? Dạ, thưa bác Khóa. Dạ. Em xin bác Khóa nói dùm với thầy Lý hộ em một câu ạ. Vâng ạ. Dạ. Dạ, thưa ông Lý. Thảo. Cho kẻ tiện nhân này được nói đôi câu được không ạ? Lại là ông khó còm. Ông nói đi. Dạ, thưa ông Lý. Thật ra thì cậu Chử đây đâu có dám dùng cái chữ thư pháp này để viết cái chữ lăng nhăng đâu ạ. Chẳng qua là đây là đôi câu đối, nhưng cậu ấy chỉ viết có ba chữ để xem các bậc kỳ tài trong thiên hạ ai là người đoán ra đủ bốn chữ nữa. Thế bảy chữ kia nói cái gì? Dạ, tôi tưởng là ngài là quan bộ lễ, ngài phải biết hơn tôi chứ ạ. Ta là quan bộ lễ, ta hiểu hết, ta biết hết. Nhưng mà ta muốn nhà ngươi giải thích để xem có đúng ý của ta không. Dạ, thưa ông Lý. Kia là bát tiết canh thì có nghĩa là câu đầy đủ của nó là tứ thời bát tiết canh trung thủy. Dạ, có nghĩa là bốn mùa tám tiết vẫn trung thủy vàng son một dạ một lòng đấy ạ. Dạ, còn đây nào, còn đây là đôi bổ dục thì cả câu có nghĩa là cỏ bùa biếc ngạn liễu xanh dục mọi người đón xuân sang ạ. Hay. Tứ thời bát tiết canh trung thủy ngạn liễu bồ bồ dục điểm trang. Đúng là câu đối chỉnh, chữ nhất chỉnh, không hề có câu bổ dục với tiết canh, đúng không? Khá lắm. À thế là mày là trạng lợn. À quên. Ê, cậu là trạng lợn hả? À, ta khá khen. Thôi được rồi. Ta bỏ qua. Ai đâu? Dạ. Đi toàn tiếp. Dạ, con lạy ông ý à. Rồi. Dạ. Mày này, đi đằng này cơ mà. Đi vào đây. Ôi dồi ôi, may quá. Vợ chồng em là đồ ơn bác Khóa lắm đấy ạ. Dạ vâng, đây. Dạ, có miếng thịt ngon. Em gửi bác, gọi là biết ơn bác ạ. Gửi về cho chị Khóa nhà hộ em nhá. Vâng. Dạ vâng ạ, em cảm ơn bác ạ. Cảm ơn bà ạ. Dạ. Ngủ ở đây này. Rồi, đặt đâu là ngủ đấy được. Đúng là cái đồ trạng lợn. Thế này thì còn nhớ nhung ai nữa.
cháu sang chơi đấy à? Ôi giời ơi. Ừ, gỡ đấy. Ôi bác cất con ra đi. Rồi. Để bác gọi Hiền nó dậy nhá. Dậy. Thằng nào đấy. Rồi, thằng bố mày chứ còn thằng nào. Suốt ngày ngủ thôi. Đây này, con gái tránh tổng sang chơi đây. Thì mệt à. Có phải là nàng nhớ ta cho nên nàng sang đây để thăm ta không chị mẹ? Ai thèm? Chẳng qua là tôi nghe lời cha tôi, tôi sang xem anh học hành thi cử thế nào. Nhưng mà anh ngủ thế này thì chạm đến đâu. Nàng cứ về bảo với cha nàng ấy là hôm nay thì mai tôi cũng sẽ đỗ trạng. Còn bây giờ tôi đang ngủ, về đi. Ok. Tin vui quan trạng của nhà ta ơi. Có thông cáo con sắp được làm trạng rồi. Ôi, có thông cáo rồi hả bà? Có thông cáo rồi. Ui dồi ôi, mừng quá. Thông cáo nào? Thì thông cáo. Thì thông cáo đây, thông cáo đây. Thông cáo. Thông cáo đây. Anh ơi, nhìn này. Thông cáo. Cái gì nè? Hơi ngược. Thông cáo đây ạ. Này nhá, thông cáo này của quan huyện đang kén rể cho tiểu thơ đấy. Anh đúng là may mắn. Anh là người tài giỏi, lại khỏe mạnh. Anh thông tường thiên văn. Này, thầy Khóa nói thật là đúng đấy. Anh là trạng lợn. Nó đây. Anh không được đi kén rể nghe chưa? Tôi với anh là đã có hôn ước với nhau rồi. Cả cái làng này biết rồi đấy. Đúng rồi đấy. Cô thị mệt. Đúng là tôi với cả bố cô ấy có hẹn ước cho hai đứa. Thế nhưng mà mới chỉ là hẹn ước thôi, chứ đã làm gì có sao kèo. Đúng. Mà trong hẹn ước nhá, tôi có nói là khi nào mà thằng Hiền nhà tôi phải đỗ trạng nguyên thì tôi mới cử hành hôn lễ. Ấy đấy, mà cô yên tâm đi, nếu như bây giờ thằng Hiền nhà tôi mà đỗ trạng nguyên nhá, lấy được con gái của quan huyện nhá, lúc đấy có khi cô thị mẹ sẽ trở thành vợ vợ lẽ. Yên tâm, không phải lo. Sao lại vợ lẽ? Không chịu đâu. Sao không chịu? Rồi. Đây đây. Bố. Bố làm cho nàng mẹ khóc rồi chạy về nhà rồi cái kia. Không chơi nữa. Trời ơi. Cái thằng này. Dậy. Nó khóc ấy. Đấy là việc của nó. Còn việc của con ấy, bây giờ là cứ phải lo ôn thi cho nó tốt. Con mà đỗ thành trạng nguyên rồi, con lấy được con gái của quan huyện rồi, con thích lấy thêm đứa nào mà chả được. Đúng rồi. Hiểu chưa? Nhưng mà có biết gì đâu mà thi. Sao anh lại không biết gì? Này, lần trước anh chả đối thắng cả ông Tránh Tổng con gì. Đúng. Đấy là ăn may thôi. Với cả là do nhờ thầy Khóa Còm ấy. Im. Sao mẹ mày thông minh mà sao mày ngu thế hả? Mày là mày chưa thấy rõ cái tiềm ẩn về cái độ thông minh mà trời phú cho mày, hiểu chưa? Cho nên là mẹ mới phải nhờ đến thầy Khóa Còm giải thích hộ, hiểu không? Thôi, nói chuyện với mày khó chịu lắm. Bây giờ để mẹ sang bên nhà thầy Khóa Còm, mẹ nhờ thầy Khóa là sẽ phò tá mày lên huyện để đi thi nhá. Ông ra chợ lấy cho tôi miếng thịt lợn, tôi sang tôi biếu thầy Khóa. Đúng. Bà đi. Tôi đi ra trong hàng cho. Bà đi nhá. Có đây ạ. Em chào bác. Chào bà. Ôi trời, quý hóa quá cơ. Em biếu bác. Vâng. Em nghe thấy chữ thịt đấy ạ. Thịt rồi. Cảm ơn quý bà. Quý hóa quá. Sao tự nhiên hôm nay bà lại mang thịt sang cho nhà vợ chồng em thế ạ? Đấy, có lý do. Sang đây là để báo tin mừng cho hai bác ý. Tin gì là ạ? Thằng Hiền con nhà em ý sắp trở thành trạng rồi. Sắp trở thành trạng đấy ạ? Trạng thật. Đi thi lúc nào mà lại trở thành trạng được hả bà? Thì
đây đây đây. Trời ơi, có cáo trạng đây. Không phải có con cáo. Khổ quá. Thông cáo. Để tôi xem. Hai bác đọc đi. Vâng, để tôi xem. Đấy, ghi rành rành như này. Mà tôi có biết chữ đâu. Ông đọc cho tôi xem nào. Thì viết gì đấy? Ý giời. Đúng là ý giời. Ý giời là như thế nào? Tôi chả hiểu ý gì cả. Ông có rõ ra. Có cái gì mà không hiểu? Ngồi xuống. Vâng. À thế này này. À cái thằng Thoát ý. Vâng. À, nó đọc thông cáo xong ấy, nó bảo rằng là quan huyện đang thông báo là mở cuộc thi tài kén rể. Thế mà xét về sức khỏe và tài năng ý, khó ai có vượt qua thằng Hiền nhà em. Thế cho nên chắc chắn chuyến này thằng Hiền nhà em sẽ trở thành con rể của quan huyện và sẽ trở thành trạng. Này, bà đừng mừng vội. Đây này, trong thông cáo ghi là quan huyện kén rể, tức là cậu Hiền phải thi thố với lại Bạch công tử, con của quan huyện bên. Đấy, thế là khó cho cậu Hiền rồi còn gì. Quá khó đấy, không đơn giản đâu bà. Khó là khó thế nào? Gớm, có bác Khóa Còm này phò tá, việc nào cũng thành công. Ôi mình có nghe bà nói gì không? Hả? Có bác Khóa Còm này phò tá, việc gì cũng thành cũng công, thành công. Bà Hòa này, bà nói ngọt lắm ý. Ngọt hơn cả mật ong ấy bà. Thế nhưng mà chỉ sợ là khi mà chồng em lo phò tá cho cậu Hiền được thi cảnh trạng, rồi một ngày nào đấy cậu đang ở trên chức cao vọng trọng, gặp vợ chồng em đi ra đường thì lại chả biết vợ chồng em là ai. Mình nhờ. Ơ kìa, vợ chồng thầy Khóa Còm ý học cao, hiểu rộng, nổi tiếng là nhân từ, không có lẽ lại đi chấp một cái bà bán thịt lợn như tôi. Dạ không ạ. Lần trước ý, thực ra thì tôi biết là tôi cũng có tội, có lỗi. Thế cho nên là ngày hôm nay đấy mang miếng thịt lợn sang kia kìa. Đấy nể bà lắm đấy. Thôi thì cho qua vậy. Đấy, nhờ có cái miếng thịt lợn này là trước ý là để tôi tạ lỗi. Vâng. Sau đấy là tôi cũng muốn nhờ vợ chồng bác là giúp thằng Hiền con tôi. Mà chuyến này nhá, nó mà trở thành trạng nhá, tôi xin hứa nhá, cả vợ chồng tôi là sẽ nhớ ơn suốt đời ấy. Mà không những thế nhá, vợ chồng em còn mang cả lụa là châu báu sang biếu thêm đấy nhá. Mình vâng, tôi đồng ý là giúp cho nhà bà chuyện này. Vâng. Tôi sẽ đóng vai đầy tớ, còn cậu Hiền sẽ đóng vai công tử. Ngay ngày mai tôi và cậu ấy sẽ sang nhà quan huyện tỉ thí. Anh đã sướng quá. Vâng. Nhưng mà bà ơi, hả? Nhà em có đôi lời nhắn nhủ ạ. Nói đi. Bà phải hứa ý, đừng bao giờ đối xử phũ phàng với vợ chồng tôi thêm một lần nữa. À nhớ. Không hề lờ một lần nữa. Thầy Khóa, vào dinh quan phủ, cậu phải đổi cách xưng hô. Nhớ là ta và nhà ngươi, cậu và con. Nhớ chưa? Những cái gì không hiểu thì không được nói. Tôi sẽ có cách giúp cậu. Thế bây giờ ta vào ứng thí luôn nhỉ? Bây giờ muộn rồi, để lúc khác. Tôi sẽ đi dò la xung quanh quan phủ. Đây, có bà bán khoai nướng, cậu ra đấy ngồi đợi tôi một tí. Nhanh lên đấy nhá. Đi.